cô gái Việt trải lòng, chúng tôi không phải là vợ giá rẻ và phản ứng của đàn ông Trung Quốc. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề: các cô gái Việt Nam chúng tôi đã phải chịu đau khổ, và chúng tôi bị đàn ông Trung Quốc coi thường, họ đều nói lấy vợ Việt Nam thì giá rẻ hơn. Bạn có nghĩ vậy không? Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Thật là một người phụ nữ tốt bụng. Thật đáng tiếc khi tôi không thể gặp cô ấy. Tôi đến đây trong một chuyến công tác, và tôi không thể nghe được một từ hay hiểu được một từ nào. Người đẹp bạn nói tiếng phổ thông rất tốt. Cô gái Việt Nam tôi nói chuyện hôm qua có thể tặng lễ đính hôn bắt đầu từ 200 triệu. Điều này có đúng không? Cô ấy kết hôn ở nước ngoài, và bố mẹ cô chỉ chấp nhận 50.000 nhân dân tệ thôi sao? 200 triệu là điểm khởi đầu, không nhiều hơn thế đâu. Tôi rất muốn tìm một người vợ, một người chưa từng bị quà cưới tẩy não, nhưng đến đây cả năm trời vẫn chưa tìm được. Đó chỉ là do bạn chưa gặp đúng người mà thôi. Việt Nam vui lắm, các bạn có muốn đi không? Thật sự rất vui, tôi đã đến đó 4 lần nhưng chi phí thực sự không thấp. Điều quan trọng nhất giữa con người là sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Khi bạn đến Trung Quốc, tôi sẽ tìm việc làm cho bạn. Tôi không coi thường bạn. Bạn khá tốt, rất ngoan ngoãn, hợp tác và xinh đẹp. Vậy 1 tỷ đồng có làm được không? Người chân thành sẽ được đối xử chân thành, mọi người đều bình đẳng, không có chuyện trọng nam khinh nữ như vậy. Vậy chúng ta có phù hợp không? Không bình luận gì thêm, tôi chỉ thích vậy thôi. Nếu tôi bình luận, bạn cũng không thể đoán ra điều gì. Vậy tôi đã thấy rồi. Tất cả đều tùy vào mỗi người, có người tốt và người xấu. Mỗi người đều khác nhau, có lẽ đa số mọi người đến đây đều như vậy. Chúng tôi chỉ muốn bình thường thôi, chỉ là bạn đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Quảng Tây chào đón bạn. Tôi có thể gặp bạn ở Việt Nam được không? Không phải anh em Trung Quốc coi thường bạn, mà là anh em Trung Quốc sợ các em gái Việt Nam. Bạn có muốn kết hôn với một người Trung Quốc không? Tôi vẫn còn độc thân. Tôi đặt các nhận xét theo thứ tự ngẫu nhiên để cô ấy nhầm lẫn về trình độ tiếng Trung và phần mềm dịch thuật của mình. Tôi chỉ muốn trò chuyện với một cô gái nước ngoài và cảm nhận điều đó. Còn tôi không nghĩ vậy, nhưng tôi nghĩ quà cưới sẽ đắt hơn. Không phải người Trung Quốc nào cũng nghĩ như vậy. Điều quan trọng là bạn hãy đánh giá cao bản thân. Đừng quan tâm người khác nghĩ gì. Tôi đã ở lại Nha Trang vài ngày, người Việt Nam khá dễ chịu. Tôi nghĩ chúng ta nên đến bên nhau. Tôi sẽ không nghĩ bạn nghèo, chỉ cần bạn chân thành thì dù bạn nghèo đến đâu cũng không thành vấn đề. Và hãy cho chúng tôi biết quà cưới không hề rẻ. Chính thế hệ đi trước mới nói thế. Người trẻ chúng tôi không nói thế mà chỉ nói về chuyện đi làm ở Việt Nam thôi. Hãy đến Trung Quốc và uống một tách cà phê. Tôi chắc chắn không nghĩ như vậy, tôi muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, hãy giúp tôi tìm một ai đó. Bạn yêu, tôi chưa bao giờ đánh giá thấp bạn. Hãy đến Trung Quốc nhanh nhé, tôi sẽ đợi bạn. Quà cưới không hề rẻ. Mỗi nơi có lối sống khác nhau, bạn cần phải hiểu từ từ, chúng ta không đến từ cùng một đất nước. Hãy cho đối phương thêm một chút thời gian và mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Nhiều chàng trai Trung Quốc cũng bị phụ nữ nước ngoài bắt nạt vậy. Cô gái ơi, chúng ta hãy làm quen và để tâm nhiều hơn nhé, vợ không thể đo bằng tiền được. Một số người thực sự không đủ khả năng để kết hôn với hàng trăm triệu là quà lần đầu tiên. Bạn hãy kết hôn với người Trung Quốc. Bạn muốn kết hôn thì tốt nhất nên kết hôn ở thành phố hạng nhất Trung Quốc ấy. Tôi không hề coi thường bạn, mọi người đều đang nỗ lực để có một cuộc sống tốt đẹp hơn và đáng được tôn trọng. Quà cưới nó cũng không rẻ, miễn là cô dâu không nói dối là được. Tôi đoán bạn không phải là ở Trung Quốc. Hãy sang Trung Quốc phát triển nhé bạn. Không phải tất cả người Trung Quốc đều coi thường người Việt Nam, vì vậy đừng dùng gậy đánh họ. Thôi nào. Người Trung Quốc cũng khá tốt. Sẽ tốt hơn nếu bạn gặp đúng người hơn bất cứ điều gì khác. Anh ấy sẽ chiều chuộng bạn đến tận trời xanh. Người đẹp ơi, hoan nghênh bạn đến Quảng Tây, Trung Quốc và cùng làm quen với nhau nhé. Mọi góc cạnh đều có mặt tốt và mặt xấu, và sự chân thành có thể không dẫn đến tình yêu đích thực. Cá nhân tôi nghĩ nên trải nghiệm sự nguy hiểm của trái tim con người. Không phải vậy. Họ đều được đối xử như nhau, không có sự phân biệt nào cả, tôi chỉ mong họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những gì bạn nói là sai. Mọi chuyện đều bắt đầu từ số phận. Làm sao người Trung Quốc có thể coi thường bạn được? Tôi không đồng ý với quan điểm này. Cái này tôi nghĩ cũng tùy người thôi, cũng như bạn ở đây, có người tốt và có người xấu. Giá cô dâu của con gái Việt Nam rẻ hơn phải không? Đừng so sánh nữa, tốt nhất là bạn nên gặp đúng người. Bạn cũng có thể chú ý đến tôi nhiều hơn, tôi biết nấu ăn và làm việc nhà. Không phải tôi đã chủ động đăng bài ở đây mà các bạn gái vẫn phớt lờ tôi sao?
Gia đình tôi tuy quê ở nông thôn nhưng không phải người miền núi. Quê tôi ở thành phố Thái Hưng, tỉnh Giang Tô. Nếu không tin, các cô gái có thể hỏi mọi người, tỉnh Giang Tô phía nam tỉnh có phải là một vùng nghèo không? Cũng có những người đàn ông Trung Quốc đau lòng ở đây. Các cô gái hãy nhớ học tiếng Trung, nếu không bạn sẽ không hiểu được ngôn ngữ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa muôn năm. Làm bạn gái của tôi được không? Con thiên Nga này đã bị bắt rồi, xin hãy quay xe lại đi. Bạn muốn lừa tôi đi Việt Nam lần nữa. Lần trước tôi đến đó, tôi đã để quên quần ở đó. Người dân ở đó có làn da rất trắng, thực sự rất đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái Việt Nam mặc quần áo đàng hoàng. Ôi, tôi mệt quá. Có quá nhiều người đẹp từ trên toàn cầu đột nhiên xuất hiện, tôi thậm chí không thể thích họ. Trước đây chỉ được phép kinh doanh trong nước nhưng bây giờ kinh doanh quốc tế thoải mái hơn. Tôi chưa bao giờ coi thường bất cứ ai. Mỗi người đều có số phận của mình, và số phận của mỗi người đều được định sẵn. Tôi chỉ thấy giao dịch ở đây, không thấy tình yêu nào cả. Thỏa mãn dục vọng đã khó, gặp được bạn còn khó hơn. Hãy kết bạn với tôi nhé. Không phải giá cô dâu không rẻ mà là nó khó tìm ở Trung Quốc. Tình yêu bây giờ khó khăn đến thế, ngay cả trong nước chứ đừng nói đến ở nước ngoài. Lấy vợ Trung Quốc cũng rẻ mà. Tôi không thể nghe thấy điều đó ở đâu. Trung Quốc là một đất nước rộng lớn và một số nơi không yêu cầu giá cô dâu. Hãy vui vẻ ở Trung Quốc và có tâm trạng vui vẻ mỗi ngày. Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ để lại ấn tượng tốt với bạn. Bạn là một blogger làm đẹp Việt Nam rất xinh đẹp và thời trang. Tôi hy vọng bạn có thể tìm được một chàng trai trẻ người Trung Quốc, độc thân có thể ở bên cạnh bạn, một người đẹp trai, giàu có và thực sự sẵn sàng trao mọi thứ cho bạn. Tôi không biết phải có thủ tục gì để ra nước ngoài, và tôi muốn rời khỏi Trung Quốc buồn bã này. Chúng tôi, các cô gái, cũng sẽ kết hôn ở Việt Nam. Tôi cũng muốn ở đó nhưng tôi vẫn còn bố mẹ ở Trung Quốc. Bạn đang hẹn hò với anh nào chưa? Nói thật con gái Việt Nam dịu dàng hơn con gái Trung Quốc. Bạn là cô Việt Nam xinh đẹp. Thứ sáu tôi sẽ ra Hà Nội làm việc. Người Việt không khác mấy so với người Trung Quốc, chỉ là rào cản ngôn ngữ mà thôi. Bạn giống như mối tình đầu của tôi, nhưng tôi chắc chắn có nhiều người phụ nữ xinh đẹp đó. Giới thiệu tôi với một cô gái Việt Nam được không? Tôi có thể giới thiệu nó cho bạn. Thật hay giả, bạn có thể xúc tiến nhanh không? Cô ấy cũng muốn gả vào một gia đình tốt nếu bạn đối xử tốt với cô ấy chắc chắn sẽ không bỏ chạy. Cô gái Việt Nam có bạn trai chưa? Bạn nghĩ gì vậy? Cô gái Việt Nam, em chưa có bạn trai, anh thích em có được không? Dựa trên những bình luận trên có thể rút ra một số kết luận về cách netizen Trung Quốc nghĩ về Việt Nam và phụ nữ Việt Nam. Một số bình luận cho thấy sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh vào sự dịu dàng, xinh đẹp và chân thành. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến phản ánh định kiến hoặc góc nhìn thực dụng, chẳng hạn như so sánh chi phí cưới hỏi hoặc nhấn mạnh giá trị vật chất. Nhiều người nhấn mạnh rằng sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau là yếu tố quan trọng trong các mối quan hệ. Một số bình luận thể hiện mong muốn được kết nối hoặc tìm kiếm tình yêu đích thực vượt qua rào cản văn hóa và ngôn ngữ. Một số người tập trung vào chi phí cưới hỏi và giá trị vật chất. Điều này cho thấy quan niệm thực dụng vẫn tồn tại trong một bộ phận netizen xứ tỷ dân. Điều này cũng làm nổi bật những áp lực kinh tế và xã hội mà cả hai bên có thể đối mặt. Một vài bình luận từ những người trẻ tuổi cho thấy thái độ cởi mở hơn, với mong muốn vượt qua định kiến và tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam. Tóm lại, quan điểm của netizen Trung Quốc về Việt Nam rất đa dạng, từ sự ngưỡng mộ và tôn trọng đến những định kiến thực dụng về hôn nhân. Tuy nhiên, điểm chung là họ đều nhấn mạnh sự chân thành và tôn trọng là nền tảng quan trọng trong mọi mối quan hệ. Thế hệ trẻ Trung Quốc có xu hướng cởi mở hơn, góp phần xây dựng cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia.